can't help but notice you coming down the street, smiling so dearly at everyone you meet. And I can't help but notice you throwing me a glance, a wink telling me there's a chance. Hello, welcome back to Thaicom TV. Welcome back to New York. Thaicom chào các bạn. Huy chào các bạn. So, hôm nay Thaicom với Huy đang đứng ở Upper East. Ở khu vực này là khu vực những cái kiến trúc cực kỳ đẹp. Bây giờ Thaicom với Huy đi dạo khu vực này và mình xem kiến trúc và kể cho các bạn nghe những kiến trúc gì. Đi ở trên những cái khu vực này á là Huy với anh Thaicom rất là mê, tại vì những cái nhà ở đây nó rất là đẹp luôn á. Oh my god. Từ những cái chỉ, từ những cái chi tiết của kiến trúc, cái form của cái nhà cho đến những cái vật liệu mà người ta xây dựng ở đây. Thực sự là quá tuyệt vời. Không biết làm sao nữa, anh nhìn vô cái cảm giác anh thấy nó không có xến một chút xíu nào trơn á. Nó rất là thoải mái, nhìn nó không có bị một cái gì gọi là xến xúa trong đây chưa, nó rất là Âu Châu luôn, nó rất là real đúng không? Cái đó là cái đẹp của nó đó, nó là duyên dáng, không diễn tả được. Và đối diện ở bên đây là cũng là một cái nhà, một cái góc nhà khác nữa, nhưng mà cũng đẹp luôn. Cái phong cách hơi cứng hơn chút xíu rồi nhưng mà rất là đẹp. Cái kiến trúc này là phong cách Empire, Empire hay là bên Đức là Classicism. Cái ông rất là thích cái phong cách này, khoảng là 1820 đến 1880 thì những cái ngôi nhà này xây rất là nhiều. Và thấy cũng rất là thích mấy cái phọt, nó rất là thẳng thốn, nó rất là đều với nhau, nó không có lặp vô lặp ra. Mà vì mấy cái ngôi nhà này mà thật sự là nếu mà ở trong trọng á chắc là rất rất là đẹp. Đằng sau lưng ở đây, cái nhà này rất là đẹp. Em thấy nó có hơi tương tự giống cái nhà anh thiết kế cho Di Văn không? Dạ, nó cũng có một chút, nó rất là đối xứng nè. Và chỉ có cái vật liệu của nó kết hợp giữa sandstone với lại là gạch thôi. Nhưng mà cái variation đó chắc Thaicom cho các bạn xem hình 3D đó luôn. Thaicom có thử cái hình, cái đá, anh có thế một cái đá màu đỏ, anh cũng có vừa sandstone mix với màu đỏ, anh y chang như vậy. Thì như cái hình đó anh cho chưa cho Di Văn xem luôn á. Dạ. Để coi Di Văn chọn cái nhà nào. Thấy không, cho các bạn xem cái từ đó. Cái điều quan trọng là anh thấy cái gu thẩm mỹ, cái chọn lọc lại mình thấy cái gì đó đẹp và mình sẽ đi theo cái xu hướng đó. Thì anh thấy cái vấn đề là nhiều cái ngôi nhà ở Việt Nam đi cái xu hướng không biết nó từ đâu ra, anh không hiểu từ đâu ra luôn. Nhiều cái nhà ở Thảo Điền giống như là nhà nhiều lớp,
cột cột ra rồi vô ra, anh không biết từ đâu những ra cái kiến trúc đó. Yeah. Thì cái người mà đã chọn những cái nhà đó rồi những người kiến trúc khác rồi cứ xây tiếp tục á, anh thấy là cái đó là cái vấn đề đó. Bây giờ nếu mà đổi được cái xu hướng những cái kiến trúc Việt Nam cho nó đỡ xến đi thì cái thành phố chắc là cả chục năm sau thì nó sẽ đẹp hơn nhiều. Yeah. Hy vọng vậy. Hy vọng là như vậy. Đây là con đường Madison Avenue, là những người New York rất là giàu có ở khu vực này. Đoàn làm phim quay ở đây và thấy mấy cái cảnh này mới biết là đằng sau những cái thước phim là một cái quá trình làm việc kinh khủng. Trời, nhìn mấy cái máy nó làm cái ánh sáng kìa. Có cái đèn để anh sợ quá anh. Hả? Đèn quay một cảnh mà nó vậy á hả? Nhìn nó công phu vậy mấy. Kill it. Kill the whole thing. Oh, oh! Wow! You are not gonna believe what almost just happened. Charlotte, don't run. You're pregnant. I want to see you. I'm so mad at you. I was always on your side. Rất là thích làm những cái máy này ở Việt Nam. Nếu mà ví dụ như chỗ này mà đậu xe xong đi vào những lúc mà mưa đi thẳng ở nhà luôn là người ta đi bộ qua vẫn, nhưng mà ở Việt Nam chắc là không được rồi. Việt Nam thì người ta sẽ gọi là lấn chiếm lòng lề đường. Ông thứ gì lề đường Việt Nam cũng không có bề ngang mà không có bự như vậy đâu. Em có cái lề đường nó bự gì nè. Quá đẹp rồi. Dạ. Yeah. Di Băng được ở cái nhà này là sướng lắm luôn rồi. Ở Việt Nam mà được cái nhà giống vậy là quá sướng sướng. Cái kiến trúc là sau lưng Thái Công cực kỳ đẹp, có hơn 100 năm mà giống như là timeless, không bao giờ lỗi thời. Mỹ dĩ nhiên đem inspiration từ bên Âu Châu rất là nhiều, thì ở đây cũng gọi là New York có nghĩa là từ York, từ bên Anh qua bên đây thêm một thành phố mới gọi là York. Bởi vì lúc đây khoảng thế kỷ 18 là rất là nhiều người anh tài bên Âu Châu qua đây và xây dựng lên một cái thành phố New York. Vậy New York cũng rất là Âu Châu. À, một đất nước phát triển như Mỹ như vậy mà vẫn cũng lấy cảm hứng cũng từ rất là nhiều những cái nền văn hóa Âu Châu, đúng không anh? Dạ. Vậy thì Việt Nam mình đâu có lý do gì mà không học những cái thứ tốt từ Âu Châu. Ở Việt Nam mình quá hợp luôn, tại Việt Nam mình là được Pháp quy hoạch một cái thành phố như là Hà Nội hay là Sài Gòn, từ nhà sư Đức Bà, từ Đồng Khởi thẳng xuống tới nhà hát lớn, đến xuống tới Bến Bạch Đằng, những cái công viên. Ở Hà Nội, từ khách sạn Metropole đi chung quanh đó mấy cái park rất là đẹp. Vậy nếu mà Việt Nam mà cứ theo những cái kiến trúc đó, nếu mà ai muốn theo cổ điển thì phải từ cái đó ra. Còn ai muốn làm hiện đại hôm nay thì cứ làm hiện đại hôm nay. Nhưng mà cái đó là một cái đề tài khác nữa. Vậy cái hiện đại hôm nay mà nó được cái
giống như thành một cái thập cẩm như Dubai á, thì cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng mà Dubai cũng đạt được vì người ta bỏ rất là nhiều tiền, và người ta cũng đem những kiến trúc sư rất là nổi tiếng về, và người ta thay đổi thành phố lên để hiện đại. Nhưng mà không phải là một chuyện dễ đâu. Và ở New York thì bên cạnh những cái kiến trúc mà nó mang cái phong cách của châu Âu như vậy, thì nó có những cái nhà với cái phong cách rất là hiện đại luôn. Thì Huy bên Thay Công sẽ quay một vài những cái nhà mà cực kỳ hiện đại. Nó sẽ là một cái điểm tương phản ở trong một cái thành phố giữa hiện đại và cổ điển. I can't help but notice you coming down the street, smiling so dearly at everyone you meet. And I can't help but notice you throwing me a glance, a wink telling me. So, hồi xưa mà học ở Huy còn nhớ là Huy rất là đam mê vẽ. À, lúc mà vẽ thì thầy chỉ cho vẽ là nhà có mái ngói màu đỏ thôi, chứ không có được màu gì khác hết trơn. Bây giờ đi ra thế giới rồi mới biết là nhà, mái nhà có rất là nhiều màu khác nhau. Có màu xanh lá cây nữa nè, có màu đen nữa, có màu màu xám nữa, chứ không phải là màu đỏ. Thế giới rất là rộng lớn. Cái hàng cây này ở New York làm Huy nhớ đến ở bên Paris. Em biết đến đâu không? Hả? Rue Royale. Ở bên Pháp thì có rất là nhiều những cái hàng cây mà cắt thẳng hớn như vậy, rất là đẹp. So I'm working up the guts to fill her. I'll never say I do, 'cause I've just got eyes for you. I've just got eyes for you. Ở đây những cái nhà ở New York nó rất là lớn, nhưng mà cái lối đi vào nhà, cái cổng của nó, cái size của nó rất là vừa phải, chứ nó không phải là nó bự ra như mấy cái sảnh, mấy khách sạn. Cái đó là một sự khác biệt. I've just got eyes for you. I've just got eyes for you. Sau gần một tuần Huy và anh Thái Công ở khách sạn Plaza, thì ngày mai Huy với Thái Công sẽ chuyển qua ở một cái khu vực khác, khu vực Highline. Cái khu vực này thì nó sẽ trẻ trung hơn, cái style của nó thì nó sẽ hơi industry và nó sẽ modern hơn. Mình sẽ, Huy với Thái Công muốn có một cái trải nghiệm khác ở New York. I've just got eyes for you. No other could enchant me, darling, like you do. I've just got eyes for you. I've just got eyes for you. I've just got eyes for you.